Xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin gặp nhau cuối ngày. Hôm nay là ngày vía thần tài, ngày mùng 6 tháng 2 và tức là ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch. Có lẽ là tất cả chúng ta đã quay trở lại với học tập và làm việc bình thường rồi phải không nào? Và trong bản tin ngày hôm nay có những thông tin gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Những ngày vừa qua thì người hâm mộ Beyoncé trên toàn cầu đã vô cùng hân hoan trước tin vui từ thần tượng của mình. Cụ thể là nữ ca sĩ đã thông báo về việc cô và ông xã của mình sắp được đón chào thêm 2 thành viên mới nữa. Chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu và sự hạnh phúc, đặc biệt là hạnh phúc được nhân đôi khi tôi nhận ra đó là một cặp song sinh. Beyoncé đã chia sẻ trên trang Instagram cùng với những hình ảnh mới nhất của mình. Dường như là những bức ảnh mới nhất của Beyoncé đã truyền được cảm hứng cũng như là sự thu hút và chú ý mạnh mẽ của khán giả. Chỉ sau 4 ngày thì đã vượt 9,9 triệu lượt yêu thích, đã đưa nữ ca sĩ trở thành chủ nhân mới của bức ảnh nhiều like nhất trên Instagram. Vị trí này trước đó thì đã thuộc về Selena Gomez với hơn 6 triệu lượt yêu thích. Dân cư mạng hiện đang vô cùng tự tin cho rằng bức ảnh của Beyoncé sẽ sớm vượt ngưỡng 10 triệu like trong thời gian gần đây. Trong ngày vía thần tài ngày mùng 6 tháng 2 và tức là ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch thì rất nhiều người dân Sài Gòn đã tạm gác lại công việc của mình để tranh thủ đi mua sắm vàng, và có rất nhiều bậc phụ huynh thì đã ẵm theo con của mình chen chúc nhau đến để mua vàng nữa. Tại hầu hết các tiệm vàng trong thành phố thì mới sáng sớm đã có rất là nhiều người ghé qua để mua vàng. Từ người già đến thanh niên và thậm chí là cả trẻ em cũng được cha mẹ dẫn theo để mua vàng trong ngày đầu năm. Vì hàng trăm người cùng chen chúc nhau tại một cửa hàng nên rất nhiều trẻ em được bố mẹ mang đi để mua sắm vàng đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Và theo nhân viên thì giá vàng mua vào và bán ra sẽ không chênh lệch nhiều so với trước Tết. Vì sự nhầm lẫn tai hại của mình mà một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã cho con gái 3 tuổi của mình ăn đến hơn 300 hạt nhựa nở, và sự việc này thì đang gây xôn xao mạng xã hội ở nước này. Theo như tờ Yangtze Wanbao thì vào ngày 1 tháng 2 vừa qua thì một người mẹ đến từ Giang Tô, Trung Quốc đã đồng ý mua kẹo cho con gái 3 tuổi của mình trong lúc đi chợ. Tuy nhiên thì trong khi lựa chọn thì vì nhầm hạt nhựa nở với những viên kẹo sặc sỡ nhiều màu sắc nên là người phụ nữ này đã mua về cho con gái nhỏ ăn mà chẳng hề mảy may suy nghĩ. Quay trở về nhà và cũng yên tâm không kiểm tra lại, người mẹ trẻ liền vào bếp nấu nướng và làm việc nhà. Trong lúc đó thì chồng của cô liền lấy kẹo ra và cho con ăn. Anh ấy lấy cả vốc hạt này ra rồi đưa vào tay của con. Chúng đã ăn hết, người mẹ đã kể lại như vậy. Điều ngạc nhiên là cô bé 3 tuổi này cứ thế ăn hơn hết hộp kẹo mà bố mẹ chẳng hề phát hiện ra điều bất thường. Chỉ tới khi mà người mẹ nhặt hộp kẹo rơi dưới sàn lên để ăn thử thì cô mới bàng hoàng phát hiện ra đó là những hạt nhựa nở trò chơi. Sau khi được đưa vào thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện ra là trong bụng của cô bé chứa đầy vật thể hình cầu. Tuy nhiên thì rất may mà cô bé không có dấu hiệu sức khỏe gì nghiêm trọng. Tới ngày 4 tháng 2 thì các bác sĩ đã lấy được hơn 200 hạt nhựa nở trong bụng của bệnh nhân ra. Trong đó thì có rất nhiều hạt đã bắt đầu trương phình. Phụ nữ Thái Lan 60 tuổi mới đây thì đã khiến cho bao cô gái trẻ phải khóc nấc vì ghen tị khi lột xác từ lọ lem thành bà hoàng nhờ lấy được chồng đại gia Dubai. Bà Muna 60 tuổi, một người Thái Lan chính gốc, cách đây 3 năm thì bà đã kết hôn với một người đàn ông Dubai và nhanh chóng trở thành bà hoàng nhờ khối tài sản kếch xù của chồng. Ước tính tiền tiêu vặt hàng tháng của bà thì cũng lên tới tương đương với khoảng 62 tỷ đồng. Được biết là bà Muna quen biết được chồng khi đến Thái Lan du lịch. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp và thường xuyên nấu cháo qua điện thoại quốc tế từ 4 đến 5 năm trước khi mà họ về chung một mái nhà. Sau khi kết hôn thì bà Muna mới biết chồng mình là một trong 5 tỷ phú giàu có nhất Dubai với số tài sản kếch xù mà tiêu mãi không hết. Ngôi biệt thự mà vợ chồng lọ lem phiên bản cao tuổi đang ở thì rộng và đẹp như là trong hoàng cung vậy. Trong nhà thì có tới 16 kẻ hầu người hạ và luôn túc trực để làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm. Cuộc sống hiện tại của bà Muna thì có cảm giác bản thân vừa được bà tiên hiện ra ban cho phép màu vậy. Hiện tại thì công việc mỗi ngày của bà Muna là ăn mặc trang điểm thật đẹp rồi đi mua sắm, dạo phố, spa và tham gia các sự tiệc, tiệc tùng dành cho giới thượng lưu. Mới đây thì đoạn video chú gà mổ bàn phím piano theo giai điệu của America the Beautiful, tạm dịch là nước Mỹ tươi đẹp, đã được Daily Mail chia sẻ và đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo như những thông tin được đăng tải thì nghệ sĩ tài tình này là cô gà mái Yorku, 19 tháng tuổi, sống tại Germantown, Maryland. Và theo như tờ Huffington Post cho hay, chủ nhân của chú gà này là bà Shannon Meir chia sẻ là Yorku và đàn gà của bà thì thường tùy tiện mổ vào các vật dụng, cụm âm nhạc và đồ chơi trong nhà. Bà đã quyết định dạy cho chú gà mái Yorku này chơi đàn theo phương pháp là phản xạ có điều kiện trong 2 tuần. Cuối cùng thì Yorku đã không phụ lòng chủ nhân của mình và trình diễn màn piano thông qua giai điệu nước Mỹ tươi đẹp và đã được đăng tải trực tuyến trên True Creative Chick. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc cho bản tin gặp nhau cuối ngày ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có những ngày làm việc đầu tuần thật nhiều hứng khởi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.